Máy toán đây, 4 toán nè. Máy lý, 3 lý nè. Máy hóa, 2 hóa nè. Vậy tổng hết tất cả có bao nhiêu môn? Ê, xin lỗi, có bao nhiêu quyển? 9 quyển. Biết 9 quyển không? Làm phép cộng thôi đúng không? Không biết nữa thôi, mò luôn. Tiếp, mà lấy mấy quyển? Vậy mình sẽ tính được không gian mẫu omega bằng C 9 3. Ở đây bấm máy tính được chưa? Đây cắt ngay chứ không phải C nha, cắt. Chốt chưa? Tiếp tục mình phải tìm được NA. Nó kêu là ít nhất mấy quyển gì? Một quyển toán, ít nhất một quyển toán. Vậy sẽ có trường hợp thứ nhất là một quyển toán, hai quyển toán, ba quyển toán. Nhưng làm cách đó nó chậm hoặc là nó rắc rối, lại sẽ làm cách phủ định. Bây giờ có ít nhất một quyển toán, vậy phủ định của ít nhất một quyển toán là không có phủ định nghe, nhớ phủ định, không có quyển toán, không có toán, không có toán. Vậy trong ba quyển đó vậy chỉ có quyển gì thôi? Lý và gì thôi? Hóa. Bắt đầu nè, trường hợp một, một lý, máy hóa, hai hóa. Chốt chưa? Bắt đầu C 3 1 nhân C 2 2. Chốt. Trường hợp thứ hai, hai lý, một hóa, C 3 2 C 2 1. Trường hợp thứ ba, ba lý, ba lý, thì không hóa. Con này nói gì chà, không có hóa thì không hóa. C 3 còn không? Không. Sau đó mình nhớ từng trường hợp riêng thì làm phép gì? Phép cộng nha. Vậy mình sẽ có gì? Phủ định, phủ định của ít nhất một một toán là viết ra C 3 1 C 2 2 cộng C 3 2 nhân C 2 1 cộng C 3 3 ra một kết quả. Sau đó nè, đây là phủ định đúng không? Bây giờ muốn tìm lại thằng đó thì lấy cái thằng này nè, lấy cái không gian mẫu này nè, trừ đi cái này. Đó, lấy không gian mẫu, trừ đi NA ngang. A ngang là phủ định á, ra một cái nó sẽ chứng bằng NA. Sau đó tính xác suất PA bằng NA chia cho NO omega. Ngu quá không thuộc công thức này thì lấy cái số nhỏ chia cho số lớn. Lấy thằng này chia cho không gian mẫu lên trên đây nè.